Xin chào các bạn đã đến với kênh diễn đàn online của tôi, và tiếp tục hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần intro đấy. Chúng ta sẽ làm thêm một vòng intro nữa cho nó hoành tráng, là chúng ta nhét túi chúng ta là được ba cái intro trong cái sơ di này. Nó rất đơn giản, chỉ là 4-5 hợp âm thôi, chúng ta có thể làm được rồi. Ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn làm sao mà nó đơn giản nhất nhưng mà nó lại còn phải nghe nó hay, nghe nó là lạ tai và chúng ta ứng dụng được cao đấy. Cái vấn đề nó ở nằm chỗ đấy, và chúng ta nhớ ấn like cũng như là chia sẻ kênh để cho nhiều người cùng học nhé. Và chúng ta bắt đầu vào bài học. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vòng như sau này, là thứ này, la trưởng này, rồi son trưởng này, rồi đến mi thứ, bốn hợp âm thôi. Và cuối cùng thì về la, la thứ nhé, pha trưởng này, son trưởng, mi thứ, cuối cùng về la. Thì chúng ta sẽ cái la thứ ấy, chúng ta sẽ thử giải như sau nhé. Chúng ta có mấy cách đánh nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách trong lần này. La thứ này chúng ta giải bắt đầu rồi. Đoạn là nhẹ nhàng thôi, nó dùng đoạn đầu đó. Đấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy chúng ta sẽ nghỉ 3 phách sau nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đến tiếp tục này. Đến pha này. Có đến son này. Mi này. Có về la. Hoặc là chúng ta có thể hát được luôn nhé. Thì cái đoạn nhẹ nhàng ấy, chúng ta cứ đánh này thôi. Tùy bài tốc độ cao hay thấp thì chúng ta sẽ đánh như thế nhá. Ví dụ xong rồi, dạo xong đúng không, chờ nó vào. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không, mới qua ngày đó, ví dụ như thế. Và chúng ta đánh một cái kiểu thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng một chủ đề. Ví dụ chủ đề chúng ta dùng ba nốt như cái bài trước chúng ta học ấy. Chúng ta sử dụng ba nốt này, một chủ đề này. Thì cái này ấy, tại sao dùng ba nốt này? Cái này nó ghép được với lại các hợp vừa giờ nhá. Ví dụ đây là la 79 này. Đó. Bốn nốt nhá. 1 2 3 4. Thì xong pha này. Thấy chưa? Son này. Mi này. Và kết thúc là nhá, hiểu chưa? Thì ngoài cái chuyện đệm bên trước chúng ta có thể giải được thêm, chúng ta có thể sáng tạo ra giải đấy. Cái đoạn này chúng ta tùy ý đánh nhé. Liên tục được, nhưng mà theo tôi thì không nên đánh liên tục. Đánh liên tục thì nghe nó rối, thỉnh thoảng chúng ta thêm liên tục thôi nhá. Đó. Và hát cái gì cũng được, giọng thứ cũng được đó. Một chút nhớ anh. Chúng ta không, nó rất là dễ đấy, nó chỉ có bốn cái hợp âm, 5 cái hợp âm như thế thôi. Thì chúng ta cố gắng, chúng ta mỗi hôm chúng ta học một bài, thế là chúng ta đã có ba cái cách làm intro nhân đôi với lại mấy cách làm nữa, là chúng ta có 6 cách đúng không? 6 cách đánh thì chúng ta đánh thoải mái, đánh đảo ngược đảo xuôi, đoạn dạo giữa đánh một kiểu, đoạn đầu đánh một kiểu. Nói chung là nó rất là dễ, và các bạn
Nếu thấy hay thì các bạn nhớ ủng hộ tôi và chia sẻ cũng như ấn like cho nhiều người biết, và ấn comment ở dưới để nó tương tác mạnh cái kênh của tôi lên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.